Rồi, hello các bạn, kênh Trần Xeno, mình tiếp tục làm video mới nha. Phần game là Rocket Battle này. Đó, phần này tiếp tục mình sẽ sử dụng là view Mafia Custom nha. Và mình sẽ sử dụng là view 250 cái bot mai and 250 Toxic Donut nha. Rồi, giờ mình sẽ đi tiếp phần skin bay. Bây giờ mới vô là mình sẽ đặt mấy cái teleport mai trong cái phòng này nha. Đó, đặt cho mày luôn. Bây giờ mình sẽ dùng cái lo này. Đó, mình dùng cái lo này mình sẽ gọi là tạo ra tiếng động để nhử mấy con bullet vô trong cái phòng chứa đầy teleport mai của mình nha. Ok, đã xong. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thả là toxic donut. Đó, các bạn thả cho chuẩn xác nha. Đừng có thả cái toxic donut nằm ở ngoài nha. Đó, mình cho nó nằm ở ngoài là chắc chắn là sẽ không có đèn sèn, không chạy vô trong cái phòng này nha các bạn. Rồi, bây giờ bạn đã bấm nút một ông đã đi vô, tiếp tục bấm nút thứ hai. Đó, ông đi vô là sẽ dính vô cái teleport mai của mình, rất là nhẹ nhàng nha các bạn. Rồi, tiếp tục phiên một ông bullet đầu chọc. Hy vọng vô là không thấy mình nha. Rồi, dính luôn, hai ông. Tiếp theo mình sẽ bấm nút tiếp theo. Đó, ông thứ ba nó bắt đầu là chuẩn bị nghe tiếng động và đi xuống. Rất là đơn giản nha các bạn. Phần này là do mà nó có một cái bồn cầu nằm ở trong cái toilet này. Trong cái phòng toilet này này nên mình bấm một cái là tạo tiếng động. Ô lắc đẩy vô luôn các bạn. Rồi. Thế là chúng ta đã thành công. Một ông nữa đi chuẩn bị đi vô. Đó, bạn nào thấy kênh Vim Tràng Channel của mình làm video hay hấp dẫn các bạn nhớ nghe ấn comment like, share, subscribe kênh Vim Tràng Channel của mình. Đó, ok, thank you các bạn, thank you so much. Rồi, mình lấy vàng. Đó, bây giờ mình vô đây mình lấy vàng luôn. Lấy cái này luôn các bạn. Rồi, bấm một cái lo này. Ồ, không cần luôn, hết người các bạn, bấm cũng như không. Rồi, chúng ta mở cửa và đi vào vòng. Đó, tức là chúng ta đã hoàn thành xong dòng level tiếp theo nha. Cái phần xuyên bay đó là dòng level 7. Bây giờ chúng ta sẽ đi dòng level A. Ồ, dòng level A này là nó có một cái con OSO. Đó, một con OSO các bạn. Với lại một ông Blitz. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ đặt bao quanh hết khu này luôn các bạn. Đó, mình sẽ thả mấy cái teleport mai vô xung quanh hết cái này luôn. Rồi, tiếp tục thả nghe. Các bạn thả đừng cho dính vô nghe các bạn. Đó, đây để mình giữ con OSO này chạy vào đây luôn. Rồi, tiếp tục lên đây, mình sẽ thả tiếp theo. Rồi, tiếp tục. Đó, đặt từ từ đó các bạn. Đặt một cái nè. Lên đây tiếp tục đặt một cái nữa nè. Rồi, khá là gọn gàng nha. Đó, mình sẽ đặt từ từ. Các bạn đừng có nôn mà đặt một phát rồi dính vô con bullet này là không đẹp nha các bạn, không hay nha. Đó là kỹ thuật là còn kém nha các bạn. Do cái teleport mic của thợ dòng Rocket Battle này là mình đặt là nó hơi còn cái hơi xa, mình khó canh nha. Còn bây giờ là teleport mic bên Rocket Battle là rất là dễ đặt. Nó do nó đứng gần ông người đó, rất là dễ đặt. Rồi, thế là teleport mic đã đặt xong. Bây giờ nhiệm vụ vô mình sẽ giữ con OSO này, phá cột tủ lạnh kia để mình nhìn, để mình vô mình lấy được mấy cái chìa khó. Đó, con OSO này đặc biệt là nó có một cái sở thích là hút mấy cái thùng sắt trong cái phòng nha. Đây, mình sẽ lấy cái dấu chân của mình tới đây và nó sẽ đi theo cái dấu chân của mình. Đó, nó sẽ đi theo cái đường đi của mình khi mà đứng tiếp cận gần con OSO này nha. Rồi, để thôi các bạn. Đó, nó đang quằn vô đây. Rồi, bắt đầu nó đã hút. Bây giờ đứng đây mình núp nha các bạn. Mình núp nha. Đó, sau đó mình chạy qua đây mình lấy vàng. Rồi, bây giờ mình coi thử nó đi hướng nào. Ô, nó đi theo mình nha. Càng tốt với các bạn. Nó đi theo mình sẽ nhử nó đi giao vào kia luôn. Rồi, ra đây let's go. Đó, đứng đây mình đứng đây nè. Coi lấy được cái dấu của nó nha. Rồi, bắt đầu nó hút một cái. Rồi, nó sẽ đi theo cái dấu chân. Mình nhử giao vào đây luôn các bạn. Rồi, thế là chúng ta đây an toàn. Chắc chắn nó sẽ tới cái cửa này và nó sẽ dính vô. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó dính vô. Đó. Rồi. Con OSO này giờ dùng thế là bắt mai dịch chuyển được nha. Bây giờ mình sẽ lên đây mình dịch chuyển con bullet này luôn các bạn. Đó, đặt một cái nè. Đó, và ông ăn sau đó sẽ chạy vòng vòng ra ngoài. Thế là chúng ta đã thành công. Rồi. Dính luôn. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa đi qua vòng thôi các bạn. Đó, chúng ta hoàn thành chắc chắn sẽ được perfect nha. Kịp thời gian không bị phát hiện và lấy đủ vàng. Tiếp theo chúng ta sẽ đi dòng level 9. Ồ, dòng này có thứ gì, nó cho mình bộ đồ. Chắc chắn mình sẽ mặc bộ đồ đi qua cánh cửa này. Chắc chắn có người canh cánh cửa này. Đó, mình sẽ đi lên trên này luôn các bạn. Rồi, let's go. Thả cái đó một cái thốt donut. Sau đó mình sẽ đặt trong đây, bao hết mấy cái cửa đây luôn các bạn. Cửa nào không khó mình để lại nha, do không khó chắc chắn là không chạy ra được cái kia của mình.
Rồi, một phép đã dính nhảy các bạn. Bây giờ mình sẽ vô đây, mình sẽ đặt mấy cái telebox mai nằm chỗ này. Đó, đơn giản thôi, chặn ngay con ngon này lại. Rồi, xuống đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thả một bánh thuốc donut vô trước mặt ổng. Cho ban vô, ổng chạy đường nào cũng dính hết các bạn. Chỉ có trường hợp chạy vô phòng đây. Rồi, lên đây là xong. Rồi, tiếp tục vô đây luôn các bạn. Thả một cái nè. Đó, không được nè, không thấy nào, bây giờ chắc chắn sẽ quay qua sẽ thấy nè. Mình đừng có thả chính giữa nghe, định chính giữa là không đủ tầm nhìn cho ông thấy. Rồi, chạy qua đây luôn, let's go. Đó, thế là một phép ăn ngay nghe. Bây giờ mình sẽ qua dịch chuyển luôn các bạn, giúp gì mình luôn các bạn. Chắc là thoải mái nghe, bây giờ mình sẽ thả được một cái bánh thuốc sạch con nết. Rồi, con bánh chạy đi đâu nghe. Ô, bánh chạy lên chuyên luôn các bạn. Ô, thế là nó cũng đã dính được cái thuốc sạch con nết các bạn à. Đã dính được cái thế là bánh mai của mình rồi nghe. Rồi, giờ mình mở cửa qua vòng. Đó, nhanh lên không kịp thời gian các bạn. Rồi, thế là chúng ta đã thành công nha. Bây giờ tiếp theo là mình sẽ đi vòng tiếp theo. Vòng level 10. Đó, vòng này thì mới vô là như là vòng này có một ông bolit ù và một ông bolit gầy. Hai ông bolit, chu bolit. Mới vô mình sẽ lấy cái vàng này luôn. Đó, rất là đềm đàn các bạn. Rồi, thả đi một bánh thuốc sạch donut. Ồ, chưa luôn, chưa thả nữa mình sẽ ra mình thả nghe. Rồi bây giờ mình núp đây để camera nó quét qua thôi các bạn. Đó để camera quét qua sau đó chúng ta sẽ chạy vô đây. Rồi tiếp tục ở đây có một cái camera luôn. Rồi ok núp vô thùng này các bạn. Đó qua này lấy cái khay và chờ camera này nó quay ngược lại nghe. Đó chúng ta sẽ chạy ra ngoài. Rồi sau đó chúng ta sẽ lên đây. Đầu tiên lên đây chúng ta sẽ đặt hai cái thế là bắt mai về cái cửa này chắc ăn. Nhiều khi qua cũng bị chạy qua thoát này. Đó, sau đó mình sẽ thả một cái bánh thuốc sạch donut vô. Rồi, đi xuống rồi nghe. Bây giờ mình sẽ thả đi một cái, chắc chắn là dính một cái là ăn ngay luôn. Rồi, thả đây. Đó, coi thử là ổng đi đường nào nghe. Ồ, ổng quẹo qua đây, dắt mà phẻ các bạn. Rồi, chắc chắn ổng sẽ chạy ra ngoài kia. Đó, cỡ nào cũng chạy ra ngoài kia nghe. Rồi, thế là chúng ta đã thành công nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa và đi ba vòng một xuống khúc. Xuống và mở cửa chạy xuống dưới đây lại. Đó, dưới đây có một cái vàng chính nha các bạn. Rồi, thế là vàng chúng ta còn một món nữa là thành công nha. Ok, lấy vàng. Rồi, vô đây mình sẽ thả ra. Ồ, cái camera này nó quét rất là kinh nha các bạn. Đó, camera này là gọi là 360 độ. Đó, nó quét là hết luôn. Thả đây một cái. Rồi, có ông nào, ông nào. Hy vọng ông ăn cái bánh thuốc sạch nó đừng chạy vô. Đó, very good. Bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài và đi qua vòng đó các bạn. Rồi, thời gian còn rất là nhiều nha, 22 giây. Đó, thế là chúng ta đã thành công. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vòng level tiếp theo, đó là level 11. Đó, đây là một level 11 nha. Ồ, vòng này nói chung là có hai ông em, một ông bolit ù với là ông bolit gầy tiếp theo. Rồi, đầu tiên mình bên lên đây. Sau đó mình sẽ đi qua cái thang máy, cái thang băng truyền này. Rồi bây giờ mình sẽ xuống dùng cái tủ lạnh này để chia lại nghe. Đó chia lại là không thấy tầm nhìn của mình. Và lấy vàng bên đây luôn. Rồi xuống này mình sẽ đu lên trên cái băng truyền này đi cho nhanh nha. Đó băng truyền đi nhanh sau đó là mình sẽ lấy hết vàng luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bong qua đây các bạn. Đó rất là nhịp nhàng. Mình sẽ đặt qua đây hai cái thế là bắt mai. Rồi mình sẽ đứng đây thả một cái bánh thuốc sạch donut nha. Thả bánh lên cái băng truyền này để truyền tới cho ổng. Ồ, hơi bị lố các bạn. Rồi, một cái thôi lặn ngay các bạn. Ok, bây giờ ổng quay qua. Đó, đơn giản thôi. Rồi, mình đã có hai cái khay rồi, bây giờ mình sẽ chạy xuống dưới đây. Đó, chạy xuống đây mở cửa và mình sẽ lấy vàng thôi các bạn. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở cửa nhẹ nhẹ ra. Đó, bọn bolit gầy này đang đi tới nha. Và ổng chắc chắn sẽ dính vô cái telebox mai của mình. Đơn giản 100% thôi. Rồi bây giờ nhiệm vụ mình là lên gom vàng hết và đi qua vòng thôi các bạn. Đó gom vàng và đi qua vòng. Ok xuống dưới đây. Đó xuống dưới đây là bên đây có một cái hai cái cửa có hai cái khay. Bây giờ mình bấm vô mở cửa và mình lấy vàng thôi các bạn cho đủ bộ luôn. Đó thế là chúng ta đã thành công. Rồi tiếp tục mình qua vòng và mình đi vòng tiếp theo nha các bạn. Đó, đây là chúng ta đã hoàn thành trong vòng level 1. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ nét 3 vòng level 12.
Đó, bạn nào mà thấy kênh của mình hay nghe, mới là hấp dẫn các bạn nhớ nghe, hãy comment like, share, subscribe kênh bên trang channel của mình. Ok, thì nghĩa bạn, thank you so much. Mới vô, đặt một cái Facebook My đây, lên nữa các bạn sẽ biết. Rồi, tiếp tục đây một cái luôn, đây một cái luôn. Mở cửa ra và thả một bánh toast donut vô các bạn. Rồi, thế là bà cụ già này, bà không ra nghe, mình sẽ đặt 2-3 cái ở đây. Chắc chắn nó sẽ chạy ra ngoài, và bên đây còn một cụ già bên đây nữa. Thả vô. Đó, hai cái chắc ăn. Rồi, bà kinh kia dính luôn các bạn. Còn thứ ba, bà già thì bà có dính vô là không đây. Ồ, con chịu vô luôn, bây giờ mình sẽ thả ra cái này. Đó, bây giờ mình thả tiếp tục. Rồi, mình sẽ mở từ từ chợ bolit u này quay qua nghe, mình mở ra được, mở cửa ra được nghe. Để mình giữ xuống kia. Đó, cụ già cũng dịch chuyển luôn nghe các bạn, khá là hay nghe, may mắn thôi các bạn. Rồi, bây giờ mình chỉ việc nhử ông bolit u này qua công tắc xanh bên kia là chúng ta đã thành công. Rồi, ông ta thấy cái cổng nghe, bây giờ ông quay qua kia ông thấy. Ông thấy cái cửa mở, đó, thật ra cửa đó có bánh, có thế nó bắt mai, có thuốc thịt ở đó, mình đã phòng mở hết rồi. Đó, và đi qua, khi mà ta dính vô ta sẽ dây vòng 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 cho mình 5 giây. Rồi, chạy vô các bạn, đó, lấy vàng và đi qua vòng các bạn. Rồi, thế là mình đã hoàn thành xong phần video ngày hôm nay. Thank you các bạn xem.